Quý vị ơi, là một người tử tế rất là dễ, rất là khó nha quý vị. Tôi một lòng vì dân, vì nước nha quý vị. Tôi sống vì người nghèo, tôi khom lưng xuống vì người nghèo. Tôi cuộc đời tôi chỉ biết làm điều thiện. Tụi kiều bấy hả? Rồi ăn cướp, sang của nặng. Đem cái cân lên, đó con cu của nó nặng cỡ nào, chắc ra, xây. Tụi kiều bay, tụi kiều là lũ khốn nạn, chó đẻ. Thì đưa cái tích cực thôi. Tôi tốt lắm quý vị ơi, tôi là một người vì dân vì nước nha quý vị. Còn tiêu cực này để anh Tiến Dũng với Nam Quang nó moi ra. Không, Tiến Dũng thôi. Quang đi, một con đĩ, mấy con đĩ đi. Ủa, Dạ đúng rồi, mấy con đĩ đi, làm đĩ là vinh quang, lang thang cũng đi làm đĩ. Con Quỳnh Như là một cái con xấu mập. Mày đời nào mày có chồng mày xấu gì mà thằng nào chế mày, con nàng. Tôi đẹp không quý vị, chờ tôi là người mẫu với quý vị. Tôi nha quý vị, chờ tôi trẻ lắm quý vị ơi. Tay tôi cũng có đồng tiền đó nha quý vị, mà ba tôi nói tôi đẹp như cái đồng hồ cát quý vị ơi. Trời, da tôi nó trắng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, ở chỗ giữa chính giữa nó cũng trắng luôn quý vị, mà hơi đen đen xíu thôi. Tôi trắng lắm nha quý vị nha. Những cái mà tiêu cực này đó không có đưa lên, còn những cái lời lẽ mà xảo quyệt của bà đó thì mầm lăng xê. Ha, mình để mình giúp nhau, mình cùng nhau mà tiến bộ để mình Đôi bạn có cùng thể tiến là á, đôi bạn cùng tiến. vô đi gì chắc nữa thì thêm một người bạn vẫn là bớt đi một kẻ thù phải không ạ? Chứ không Thêm người bạn bớt đi cái thù, đúng không? ông bớt đi người bạn ông bớt đi hai người bạn này, cho tôi với ông á, mất hai người bạn. Nên là tôi với ông mất người bạn là ông đó. Anh bớt đi hai người bạn đó, nhưng mà mình nghe mà Thì được thêm hai kể người. từ mấy tháng nay tôi không có liên lạc với anh Quốc Võ nữa, kể từ khi tôi biết ảnh chơi thân với hai thằng Nam Quang Tiến Dũng, cho nên tôi không nhắn tin, tôi không text, tôi không nói chuyện với ảnh nữa, bởi vì anh đã chơi với phản động. Nó thấy chưa, cho nên giờ sợ quá không chơi với phản động hết cha nội. Phải là mình làm thông tin, mình làm những cái tin tức ở trên mạng xã hội, và những cái chuyện trên mạng xã hội đó là những chuyện mà chẳng liên quan tới mình cả, nhưng mà lại cuối cùng nó lôi mình vào cuộc để chi, để rồi những sự đấu đá nhau, rồi gây ra những thù oán không đáng có, rồi lại hăm dọa nhau, đòi giết nhau, rồi cái này nọ đó, thì cái chuyện đó là chuyện không nên. Rồi, hiệu quả tức thời quý vị. Tại sao? Cái những lời khuyên này anh này nên dành cho ai quý vị? Anh dành nên dành cho bà này. Tại vì bây giờ bà là một hiện tượng và người ta theo bà rất là nhiều. Những cái chuyện mà hăm dọa đấu đá đâm chém nhau thưa kiện nhau là từ đâu ra quý vị? Từ đâu ra vậy anh quờ vờ? Anh thấy là không nên, nhưng mà anh vẫn cổ súy, anh vẫn ủng hộ cho cái đó. Ai mà hâm là ta gặp đâu ta đánh đó. Tôi với Nam Quang bị bả hâm là sáng gậy sáng guốc lên đầu, rồi Hàn Ni, rồi cái gì ai nữa, Hàn Ni, Đàm Vĩnh Hưng, thằng Trấn Thành, ta đập ta gặp mày đâu tao tán mày đó, tao đánh cho mày mang nhục. Rồi chị của Đinh Lan bị đánh què tai, rồi có cái thằng bé nào đó bị đánh đánh dập não. Vì sao anh dành cái lời khuyên đó cho ai vậy, đúng không? Dành lời khuyên cho ai vậy anh vờ vờ? Cho nên nghe anh nói trên này đi thì tôi thấy là nhà toàn những điều tốt đẹp không, mà nhưng mà anh binh vực mình là Không một nên cái làm tính như vậy, không nên làm nha bà Hằng. Không nên làm cho nha, nên anh là vừa vừa nói là mà không nên làm càng điều đó làm nha. càng dấn thân sâu vào chừng nào thì mình cảm thấy mình buồn người nấy. Thấy chưa, anh buồn đó, bà cứ làm gì, bà cứ thưa kiện mà hâm, bà đánh bà đập bà chửi người ta đĩ này nọ đi, con đánh con không tha đi đó. Rồi bà thầy cô ni sư gì bà cũng đòi cắt cu bà cân nặng hết trơn nha, anh buồn đó. Không à, cho nên Quốc Võ muốn tạo ra những cái trò chơi mới về âm nhạc để cho nó vui, để cho nhẹ nhàng bớt. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sử dụng 100% cao su thiên nhiên được sản xuất tại Mỹ, Atlanta, Georgia. Xin liên lạc hai số phone Tracy 714 487 7889
cửa hàng 714-897-6100, địa chỉ của Happy to Easy, 14191 Beach Boulevard, Westminster, California 92683.